siêu phẩm nha anh em. SH218 150 bản ABS được anh em ta full ý, rất là đẹp luôn anh em ơi. Xe này cọp lắm rồi nha, bao anh em chuẩn đồng hồ nha. 218 giờ đi 16.000 cây ABS nha. Đó nè, đẹp lắm anh em ha, lên ý chân rồi anh em, full ý. Đó. Con này biển số 67 ha. Con này giao lưu với anh em 85 cũ nha anh em, cả hồ sơ luôn, xe đẹp lắm. Đó. Anh em nha. Lấy của mấy bả 185 cũ đem đến với em, đến khánh phép mô tô đưa em 85 cũ rồi. Đó, anh em bỏ ngọt sớt 100 cũ vô quỹ đen nha anh em. Đó, không biết đâu. Để tôi đi mua con. Để tôi đi mua con ớt đặc ý ha. Đó. Bà đưa cho tôi 185 cũ. Đó. Đẹp lắm anh em ơi. Mấy bà đâu có biết đâu anh em ha. Nhưng mà nhớ đừng nói là mua lại chỗ khánh phép mô tô mua nha anh em. Đó. Có gì cái mất công cái bà bể chuyện ra cái nói là bán ở đất Việt Nam mà nói ý là chết em nha. Đó. Anh em bỏ tiền mua ở đất Việt Nam. Đó. Mà anh em nó được nguyên chiếc thắt lập kia là form ý luôn, quá đẹp. Xe này về đôm cái mẫu lên đó, cái mẫu giống chiếc xám đó đó, lên nữa nó mới đẹp này, giống chiếc đắc ý này nè. Quá mới anh em ơi, mới lắm, mới ha. Đó, bảy màu này, anh em cho mà chạy mới có 6.000 cây đúng đồng hồ anh em. Không ở đây không có mà mở ra tua cho áo phủ keo rồi, áo được chùm keo cái chân luôn. Đó, nó có chạy tí xíu nè, tại bữa gửi về rồi cái gương hậu á, hậu kiểu đó nó bị sụ xuống rồi nó cọ vô chạy đó. Với bao anh em vấn đề không có té ngã, anh em dòm cây tay thắng này đâu ha, cái gương hậu nó sụ xuống á, nó sụ xuống cái đầu nó cọ vô đó. Quá đẹp, con này đi là uy tín luôn nha anh em. Con này đi là uy tín luôn. Mới lắm nha anh em ơi. Rồi, ai ngay gu thì nhắc máy kheo cho bên em nhé. Rồi, xin cảm ơn.